Chào mừng các em đến với tiết học hình học lớp 8. Trong chương trình hình học lớp 7, các em đã được học về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, rồi học về tam giác và quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy. Trong chương trình hình học lớp 8 hôm nay, các em sẽ được học tiếp về chương tứ giác này, đa giác, diện tích của đa giác, tam giác đồng dạng, hình lăng trụ đứng, hình chóp đều. Chúng ta sẽ vào bài ngày hôm nay. Chương 1, tứ giác. Bài 1, tứ giác. Chúng ta đã được làm quen với tứ giác từ hồi tiểu học. Ví dụ chúng ta có thể kể ra một số tứ giác như là hình bình hành, hình chữ nhật, hay là hình vuông, hình thoi. Rất là gần gũi với đời sống của chúng ta, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay. Các bạn quan sát cho cô để các bạn cùng nhau chúng ta tìm hiểu định nghĩa như thế nào được gọi là một tứ giác nhé. Các bạn quan sát cho cô hai hình, hình 1 và hình 2. Trong hình 1 có 3 hình là A, hình B, hình C. Thì các bạn quan sát và trả lời câu hỏi cho cô. Theo các bạn, hình nào là tứ giác và hình nào không là tứ giác? Các bạn để ý ở trong nhóm hình 1, chúng ta thấy cả ba hình này đều có 4 đoạn thẳng. Trong đó không có hai đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng. Đúng chưa? Còn các bạn quan sát cái hình 2 thì chúng ta thấy cũng có 4 đoạn thẳng, nhưng hai đoạn thẳng BC và CD nó lại cùng nằm trên một đường thẳng. Hay là cách khác là ba điểm B, C, D nó làm sao các bạn? Thẳng hàng, đúng không? Vậy thì cái hình hình 2 chúng ta sẽ nói nó không là tứ giác nghe các bạn. Và cái nhóm hình 1 được gọi là tứ giác. Vậy chúng ta đi vào định nghĩa như thế nào được gọi là một tứ giác. Tứ giác ABCD là một hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Đó, cô nhấn mạnh lại này. Tứ giác ABCD là một hình gồm 4 đoạn thẳng. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng nha các bạn. Chú ý, tứ giác ABCD còn có cách gọi tên khác là tứ giác BCDA hoặc tứ giác BADC hoặc vân vân. Có nghĩa là cách đọc tên tứ giác chúng ta lưu ý cho cô là các bạn phải đọc theo một vòng tròn hoặc cùng chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ và chúng ta phải đọc các đỉnh liền tiếp nhau, liên tiếp nhau. Cạnh nhau. Ví dụ các bạn đọc A, D, C, B thì hoàn toàn chính xác. Thấy chưa? Tuy nhiên thông thường chúng ta thường đọc theo vần bảng chữ cái cho nó dễ đọc, dễ nhớ. Đúng chưa? Tiếp theo, các điểm A, B, C, D được gọi là các đỉnh của tứ giác ABCD. Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA được gọi là các cạnh của tứ giác ABCD. Các bạn ghi nội dung bài của bài học cho cô. Nếu các bạn cảm thấy video này có phần nào các bạn cảm thấy nó hơi nhanh hoặc chúng ta chưa ghi kịp hoặc chúng ta chưa hiểu rõ, các bạn có thể bấm dừng để chúng ta xem lại, xem kỹ lại video nhé các bạn. Các bạn suy nghĩ trả lời cho cô hỏi chấm 1. Vậy trong các hình tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng? Có bờ là một đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác? Ở đây trong câu hỏi này, thực ra mới đọc lướt thì các một số bạn cảm thấy hơi khó hiểu, đúng chưa? Bởi vì nó liên quan tới một cái kiến thức cũ của lớp 6, đó là
nửa mặt phẳng có bờ chứa đường thẳng. Bờ là một đường thẳng nào đó. Ở đây cô minh họa bằng hình thứ nhất, các bạn quan sát này. Nếu cô coi cái bờ là cái thước kẻ của cô chứa đoạn thẳng AB của tứ giác ABCD, thì các bạn thấy cái tứ giác ABCD này nó nằm hoàn toàn về một phía của cái thước. Đúng chưa? Thì người ta nói là tứ giác này nằm về một nửa mặt phẳng có bờ, chính là đường thẳng chứa cạnh AB của tứ giác ABCD. Vậy là nếu bờ là cái thước chứa cạnh AB này thì tứ giác này nằm hoàn toàn về một phía chưa? Hoặc là một nửa mặt phẳng chưa? Rồi. Tương tự như vậy, nếu bờ là cái thước hoặc là cái đường thẳng chứa cạnh AD của tứ giác ABCD thì cái tứ giác ABCD này cũng nằm hoàn toàn về một bên hoặc là một phía của cái thước. Tương tự như vậy cho DC và BC. Vậy tứ giác A chính là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Được chưa các bạn? Rồi. Các bạn quan sát sang hình B. Nếu cô đặt thước là đường thẳng chứa cạnh BC của tứ giác ABCD thì khi này tứ giác ABCD nằm ở hai phía của cái thước, hoặc là tứ giác ABCD để chia làm hai phần. Đúng chưa? Do đó hình B không là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Tương tự như vậy cho hình C. Nếu cô coi bờ chính là đường thẳng chứa cạnh BC thì tứ giác này cũng nằm về hai phía của thước, cho nên cũng vi phạm. Vậy chúng ta chỉ còn lại hình A, đúng chưa? Và cái tứ giác ABCD như thế này người ta có tên gọi đó là tứ giác lồi. Lồi, các góc nó lồi ra, chúng ta cứ tưởng tượng như vậy đi, đúng không? Vậy chúng ta đi vào định nghĩa như thế nào được gọi là một tứ giác lồi. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Và chúng ta chú ý cho cô, từ nay khi nói đến tứ giác mà không nói gì thêm thì ta hiểu đó là tứ giác lồi. Chúng ta đi vào hỏi chấm 2. Các bạn hãy quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống cho cô. Ở đây chúng ta có tứ giác ABCD. Chúng ta có điểm L, điểm G, điểm I và điểm K. Các bạn điền vào chỗ trống. Hai đỉnh kề nhau A và B. Hai đỉnh kề nhau A và B. Vậy tiếp tục các bạn điền cho cô hai đỉnh kề nhau là đỉnh nào nữa các bạn? À, B và C, C và D, D và A. Đúng chưa? Kề nhau có nghĩa là cạnh nhau. Hai đỉnh cạnh nhau. Ta có thể nói A và B hoặc B và A đều là một. Tiếp tục, hai đỉnh đối nhau. Hai đỉnh đối nhau A và C. A và C là hai đỉnh đối nhau, tức là cách một đỉnh B, cách một đỉnh D, và A và C đối nhau. Vậy thì sẽ còn hai đỉnh đối nhau nào nữa các bạn? Đó chính là B và D, cũng là hai đỉnh đối nhau. Được chưa? Đường chéo. Đường chéo chính là đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau. Vậy hai đỉnh đối nhau A và C, ta có đường chéo AC. Hai đỉnh đối nhau B và D, chúng ta sẽ có đường chéo là
BD. Hai cạnh kề nhau, hai cạnh kề nhau ở đây là AB và BC, AB và BC tức là hai cái cạnh này có chung đỉnh B. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có hai cạnh kề nhau BC và CD, CD và DA, DA và AB. Hai cạnh kề nhau là hai cạnh có chung một đỉnh. Hai cạnh đối nhau là cạnh AB và cạnh CD. Chúng ta sẽ còn một cặp cạnh đối nhau nữa, đó chính là AD và BC. AD và BC. Góc. Ta có góc A, tương tự như vậy, góc B, góc C và góc D. Hai góc đối nhau, hai đỉnh A và đỉnh C đối nhau, thì hai góc A và góc C cũng được gọi là hai góc đối nhau. Tương tự như vậy, hai góc B và góc D là hai góc đối nhau. Điểm nằm trong tứ giác quan sát hình, điểm nằm bên trong tứ giác chính là điểm Y và điểm G. Và điểm nằm bên ngoài tứ giác chính là điểm N và điểm. Được chưa? Chúng ta cùng nhau sang hỏi chấm 3. Các bạn nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác. Đây là kiến thức lớp 7. Các bạn còn nhớ hay đã quên? Tổng ba góc trong một tam giác. Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Cụ thể ở đây, tam giác ABC ta có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Nhớ chưa? Đây chính là định lý về tổng ba góc của một tam giác. Vậy bây giờ chúng ta hãy vẽ cho cô một tứ giác ABCD tùy ý. Dựa vào định lý về tổng ba góc của một tam giác, em hãy tính tổng góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D. Cô có tứ giác ABCD bất kỳ như hình vẽ trên. Bây giờ em hãy dựa vào định lý về tổng ba góc của một tam giác. Định lý tổng ba góc của một tam giác. Vậy có nghĩa là chúng ta phải làm sao chúng ta phải xuất hiện được tam giác để chúng ta áp dụng định lý này, đúng không? Vậy chúng ta muốn có tam giác thì các bạn sẽ kẻ đường chéo hoặc đường chéo BD hoặc đường chéo AC. Ở đây cô sẽ vẽ đường chéo AC. Các bạn quan sát. Vậy khi đó xuất hiện tam giác chưa? Khi này nó sẽ có hai tam giác. Tam giác thứ nhất là tam giác ABC. Tam giác thứ hai là tam giác ADC. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng định lý tổng ba góc cho từng tam giác một. Xét tam giác ABC có góc A1 cộng góc B cộng góc C1 sẽ bằng 180 độ. Lý do là định lý tổng ba góc của một tam giác. Xét tam giác thứ hai là tam giác ADC. Chúng ta cũng sẽ có góc A2 cộng góc D cộng góc C2 bằng 180 độ. Và cũng lý do là định lý tổng ba góc của một tam giác. Vậy tứ giác ABCD có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bây giờ sẽ bằng cái gì? Góc A thì chúng ta tách thành hai góc A1 cộng A2. Góc C chúng ta tách thành hai góc là C1 cộng với C2. Sau đó chúng ta sẽ nhóm góc A1, góc B với góc C1 thành một nhóm. Còn lại góc A2, góc D và góc C2 là một nhóm. Như đã tính ở trên thì nhóm thứ nhất bằng 180 độ. Nhóm thứ hai cũng bằng 180 độ. Vậy cộng lại chúng ta có kết quả bằng 360 độ.
Vậy tứ giác ABCD có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Được chưa? Vậy dựa vào kết quả trên, em hãy phát biểu thành một định lý được không? Chúng ta có định lý về tổng ba góc trong một tam giác. Bây giờ chúng ta sẽ có định lý tổng bốn góc của một tứ giác. Đó chính là nội dung của định lý tổng các góc của một tứ giác bằng 360 độ. Các bạn ghi cái nội dung định lý này vô và các bạn ghi cho cô giả thiết kết luận của định lý này. Giả thiết cho tứ giác ABCD và kết luận là góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Chúng ta sẽ đi vận dụng cái định lý tổng các góc trong một tứ giác vừa học để chúng ta cùng nhau làm bài tập 1 sách giáo khoa trang 66. Tìm x ở các hình vẽ sau. Bài này chúng ta quan sát lên màn hình và chúng ta dùng một cái máy tính. Chúng ta tính cho nó nhanh và chính xác. Các bạn tính cho cô kết quả x ở hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4. Các bạn có thể dừng video của cô để các bạn tính, sau đó các bạn sẽ đọc kết quả với cô để xem mình tính có chính xác không nhé. Ở đây hình A đầu tiên thì rất là dễ rồi, hình 1. Với hình 1, góc A là 110 độ, góc B 120 độ, góc C 80 độ. Vậy còn lại góc D chính là góc X. Thì muốn tính góc D, chúng ta áp dụng định lý tổng 4 góc hoặc là tổng các góc trong tứ giác. Thì chúng ta có tổng bằng 360 độ. Vậy biết 3 góc, tìm góc còn lại chúng ta tìm được không? Rất đơn giản đúng không? Các bạn lấy 360 độ, các bạn trừ 110 độ, trừ 120 độ, trừ 80 độ. Và chúng ta sẽ có kết quả ở đây là 50 độ. Được chưa? Ở hình 2 và hình 3 thì cách làm cũng giống nhau, tương tự như vậy. Tuy nhiên trong hình 2 chúng ta quan sát, chúng ta không thấy có một cái số đo độ nào ở đây. Tuy nhiên, trong ký hiệu thì chúng ta thấy một ký hiệu là ký hiệu gì? Vuông góc ở góc H, góc E và góc F. Và vuông góc hay là góc vuông, góc phải là góc vuông thì có số đo bằng 90 độ. Vậy từ đó các bạn cũng sẽ tính được góc G ở đây. Và góc G cũng bằng bao nhiêu các bạn? 90 độ. Thực ra hình này rất là quen thuộc với học sinh tiểu học. Hình này chính là hình chữ nhật. Mà đã là hình chữ nhật thì bốn góc đều bằng bao nhiêu các bạn? 90 độ, đúng chưa? Tương tự như vậy cho hình 3, các bạn tính đi và so sánh kết quả với cô nhé. Hình 3 cô có góc D chính là bằng 115 độ. Ở hình 4, cô muốn nói kỹ hơn ở hình 4. Ở hình 4 chúng ta có này, góc N chưa biết. Góc Y, ký hiệu vuông góc tức là 90 độ. Góc K của tứ giác, góc K bên trong tứ giác chưa biết. Và góc M bên trong tứ giác cũng chưa biết. Tuy nhiên, cái góc trong tứ giác, góc K trong tứ giác chính là góc YKM. Thì quan hệ gì với góc K 60 độ hả các bạn? Hai góc kề bù đúng không? Mà hai góc kề bù thì tổng của chúng bằng 180 độ. Vậy các bạn muốn tính góc YKM, chúng ta chỉ việc lấy 180 độ trừ đi 60 độ là chúng ta ra. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tính được góc KMN. Chúng ta sẽ lấy 180 độ trừ đi 105 độ là chúng ta ra. Vậy các bạn có góc Y 90 độ, góc YKM 120 độ, góc KMN 75 độ. Sau đó các bạn lấy 360 độ, các bạn trừ lần lượt 3 góc này thì chúng ta sẽ được góc X là bằng bao nhiêu? 75 độ. Được chưa? Rồi. Chúng ta
Tiếp tục. Các bạn ghi bài cho cô áp dụng. Tìm x ở các hình vẽ sau. Cô có hình số 5 và hình số 6. Với cái bài tập này, chúng ta cũng tìm x. Trong sách giáo khoa chúng ta cũng đều có cái hình vẽ này rồi, các bạn có thể ghi hình 5 rồi các bạn giải ra, rồi các bạn ghi hình 6 các bạn giải ra nhé. Bây giờ chúng ta quan sát hình số 5. Thì chúng ta cũng dùng cái định lý tổng bốn góc trong một tứ giác thôi. Chúng ta có góc Q cộng góc P cộng góc S cộng góc R cũng bằng 360 độ, đúng không? Và trước khi làm trình bày thì chúng ta phải xét tứ giác nha các bạn. Xét tứ giác Q, P, S, R. Chúng ta có góc Q cộng góc P cộng góc S cộng góc R bằng 360 độ. Sau đó các bạn thay số thẳng cho cô. Góc Q chính là X, P là X, góc S 65 độ, góc R 95 độ. Thay thẳng ra bằng 360 độ. X cộng với X chính là 2X. 65 độ cộng với 95 độ là bằng 160 độ, bằng 360 độ. Từ đây chúng ta quay trở về bài tìm x đơn giản. Trong phần đại số chúng ta đã làm rất nhiều, rất dễ rồi, đúng không? Chúng ta sẽ tìm được x bằng 100 độ. Được chưa các bạn? Vậy thì trong hình có số mà trong số lại có hình, đúng không? Tương tự như vậy cho bài tập tìm x ở hình số 6. Tuy nhiên hình số 6 thì nó nâng hơn hình số 5 một chút, là các bạn thấy rằng trong hình số 5 nó còn có độ. Có cụ thể một vài góc có độ. Còn trong hình số 6 thì chúng ta không nhìn thấy cái độ nào hết trơn đấy. Chúng ta vẫn tìm được x. Vậy mới hay. Vậy chúng ta cũng trình bày giống hình số 5 cho cô. Chúng ta đi xét tứ giác PQMN. Chúng ta có góc M cộng góc Q cộng góc N cộng góc M. Góc P, 4 góc cộng lại bằng 360 độ. Chúng ta cũng thay thẳng xuống cho cô. Là x cộng 2x cộng 7x cộng 4x bằng 360 độ. Bây giờ các bạn cộng vào 1x cộng 2x cộng 3x cộng 4x, chúng ta sẽ có 10x bằng 360 độ. Và từ đó tìm được x bằng 36 độ. Được chưa các bạn? Đấy, mặc dù chúng ta không biết độ của góc nào, chúng ta vẫn tìm được số đo độ của các góc của tứ giác. Các bạn quan sát tiếp cô hướng dẫn bài tập 2 sách giáo khoa trang 66. Đề bài yêu cầu chúng ta tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7A, góc ngoài của tứ giác. Ở đây chúng ta phải hiểu góc ngoài của tứ giác là gì? Góc mà kề bù với một góc của tứ giác, người ta gọi đó là góc ngoài của tứ giác. Vậy trong hình 7A, chúng ta có góc A1, góc B1, góc C1, góc D1, được gọi là các góc ngoài của tứ giác. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy rằng là góc A1 với cái góc A của tứ giác 75 độ đó thì hai góc này là kề bù. Thì cái kề bù là có tổng bằng 180, vậy biết một góc ta sẽ tìm góc còn lại. Và chúng ta sẽ tìm được góc A1 chưa? 180 độ trừ đi 75 độ. Góc A1 105 độ. Góc B1 90 độ. Góc C1 180 trừ 120 60 độ. Góc D1. Thì cái góc ADC trong tứ giác ta lại chưa biết. Thế cái tứ giác ABCD chúng ta đã biết được mấy góc rồi? Góc A 75, góc B 90, góc C 120, chúng ta tìm được góc D của tứ giác ABCD không? Được. Chúng ta sẽ tìm góc ADC bằng 360 độ trừ đi 75 trừ đi 90 trừ đi 120 bằng 75 độ. Khi góc ADC bằng 75 độ rồi, chúng ta sẽ tìm được góc D1 kề bù
với góc 75 độ đó. Và góc D1 lúc này cũng bằng bao nhiêu? 105 độ. Chúng ta đã có góc A1, B1, C1, D1, 4 góc ngoài của tứ giác rồi. Chúng ta chỉ việc cộng lại với nhau. Và chúng ta cho kết quả là 360 độ. Số đẹp quá ha. Vậy với một tứ giác bất kỳ, tổng số đo các góc ngoài của tứ giác có bằng 360 độ không? Câu trả lời ở đây là có, đúng không các bạn? Với một tứ giác bất kỳ thì tổng số đo các góc ngoài của tứ giác luôn luôn bằng 360 độ. Các bạn ghi nhớ dùm cho cô, tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 360 độ. Bài tập này chúng ta có thể về trình bày lại trong tập bài tập nhé các bạn. Tiếp tục, cô hướng dẫn nhanh bài số 5 sách giáo khoa trang 67. Chúng ta hãy đi tìm kho báu. Kho báu ở đây là giao điểm của hai đường chéo của tứ giác ABCD. Trên hình chúng ta thấy đây chính là mặt phẳng tọa độ XOY mà kiến thức lớp 7 chúng ta đã học rồi, đúng không? Chúng ta có tọa độ của điểm A, điểm B, điểm C và điểm D. Điểm A tọa độ 3, 2, x trước, y sau. Chúng ta phải biểu diễn điểm A lên mặt phẳng tọa độ. Điểm A, x 3, y bằng 2. Tương tự như vậy, chúng ta biểu diễn điểm B, tọa độ 2, 7. Điểm C tọa độ 6, 8. Và điểm D tọa độ 8, 5. Vậy chúng ta nối vào, chúng ta sẽ có tứ giác ABCD. Bây giờ kho báu chính là giao điểm của hai đường chéo. Vậy chúng ta vẽ đường chéo AC, đường chéo BD. Giao điểm của hai đường chéo này chính là kho báu. Oa, hóa trời vàng bạc châu báu, đúng chưa? Vậy các bạn hãy xác định cho cô tọa độ vị trí của kho báu này là bao nhiêu? Các bạn sẽ gióng cái tọa độ của kho báu này xuống trục OX và trục OY. Chúng ta có kết luận gì? Vậy tọa độ của kho báu chính là 5, 6. Đúng chưa các bạn? Vậy bài học ngày hôm nay cô tổng kết lại như sau. Để cho chúng ta dễ nhớ và chúng ta thuộc bài ngay trên lớp luôn. Bài hôm nay rất đơn giản, không có gì hết. Bài hôm nay chính là bài tứ giác, chúng ta gồm có hai phần là phần định nghĩa và phần định lý. Trong định nghĩa chúng ta có định nghĩa tứ giác ABCD là một hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA. Và lưu ý, trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Chúng ta có một định nghĩa nữa là định nghĩa tứ giác lồi. Thì tứ giác lồi cũng được là tứ giác. Và nhớ cho cô là nó luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Chúng ta có một định lý duy nhất là tổng các góc của một tứ giác thì luôn luôn bằng 360 độ. Vậy các bạn nhớ bài trên lớp được luôn chưa nào? Bài học của chúng ta đến đây là hết. Các bạn về nhà nhớ xem kỹ lại video, chỗ nào cảm thấy chưa hiểu hoặc hơi nhanh, các bạn có thể bấm nút dừng và làm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các em học tập ngày một tiến bộ hơn. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.